Bắt đầu giảng nhá. Vâng ạ. Dạ vâng, thầy giảng đi ạ. Hôm nay tôi vào cái bài cuối cùng nhá, bài cuối cùng là bệnh từ miễn. Cái bệnh từ miễn này tại sao lại có cái bệnh này? Bệnh từ miễn. Bình thường như hôm trước tôi nói, cơ thể chúng ta không bao giờ tạo ra kháng thể để chống lại tổ chức chúng ta. Nhưng từ miễn đấy là gì? Từ miễn tức là có một sự rối loạn về miễn dịch, có nghĩa là gì? Là các cái tế bào, các phân tử cơ thể chúng ta bình thường là cơ thể chúng ta là quay là của mình, nhưng mà do vì lý do gì đấy tí nữa ta sẽ nói lý do gì đấy, các cái tế bào, các cái phân tử cơ thể nó biến đổi về cấu trúc, và lúc ấy cái hệ thống miễn dịch chúng ta không nhận nó là của mình nữa mà cho là cái lạ, mà đã là lạ thì phải sinh như kháng thể chống lại. Cho nên cái kháng nguyên mà cơ thể chúng ta, tế bào phân tử chúng ta bị biến đổi cấu trúc thì chúng ta không gọi là kháng nguyên, không gọi là antigen như bình thường nữa, mà ta gọi nó là tự kháng nguyên, auto antigen. Đấy, tức là tự kháng nguyên. Thế tự kháng nguyên là lạ rồi, lạ thì cơ thể chúng ta phải tạo ra kháng thể, thì lúc này chúng ta không gọi là kháng thể, không gọi là antibody nữa, mà ta gọi là tự kháng thể, auto antibody. Thế khi có một tự kháng nguyên và tự kháng thể là đặc hiệu với nhau, nó kết hợp với nhau mà kết hợp lắng động ở các cái mô, các cơ quan thì gây ra rối loạn hoạt động cơ quan, tức là gây quá trình bệnh, ta gọi là bệnh từ miễn, autoimmune disease. Đấy, cơ bản là hiểu như thế, như thế này. Tức là các cái phân tử, các cái tế bào của thể chúng ta do lý do bên ngoài hay bên trong thì người ta sẽ nói thì nó biến đổi cấu trúc, và biến đổi cấu trúc trở thành lúc này trở thành cái tự kháng nguyên, mà tự kháng nguyên thì cơ thể chúng ta tạo ra từ kháng thể nó lạ, tạo ra chống lại, và sự kết hợp từ từ kháng nguyên, kháng thể lắng động các mô, các cơ quan, gây rối loạn hoạt động các cơ quan, gây ra bệnh lý, ta gọi là bệnh từ miễn. Cho nên ta hôm nay ta học cái bài bệnh từ miễn là vì như vậy, tức là đây là một sự rối loạn về cái quá trình đạt được miễn dịch. Thế như thế bệnh từ miễn này thì là có ba cái mục tiêu: một là cơ chế trình bày, cơ chế phát sinh bệnh từ miễn, tức là cơ chế phát sinh ra tự kháng nguyên. Tại sao lại có cái tự kháng nguyên, cơ chế phát sinh ra tự kháng nguyên? Cái vấn đề trọng tâm như thế là phải các em phải trả lời được tại sao lại có cái tự kháng nguyên, ở đâu mà ra cái tự kháng nguyên này, lý do gì mà ra cái tự kháng nguyên, tự kháng nguyên có những cái loại gì. Thì đây là cái mục tiêu thứ nhất là như vậy. Thứ hai là trình bày đặc điểm bệnh từ miễn cơ quan và bệnh từ miễn hệ thống. Nếu mà bệnh lý xảy ra, cái bệnh từ miễn xảy ra ở một cơ quan, ta gọi là bệnh từ miễn cơ quan. Nếu mà xảy ra ở nhiều cơ quan hệ thống, ta gọi là bệnh từ miễn hệ thống. Như vậy bệnh từ miễn có hai loại, sinh viên phải học hai loại: một loại là bệnh từ miễn cơ quan và một loại là bệnh từ miễn hệ thống. Đây là mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ ba là trình bày cơ chế bệnh lupus ban đỏ hệ thống, tức là bệnh 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 từ miễn hệ thống đấy. Viêm đa khớp dạng thấp, rồi bệnh tan máu từ miệng, thì đây là những cái bệnh chính mà ta sẽ nói. Đây là ba cái yêu cầu như vậy, à, ba mục tiêu như vậy. Bây giờ tôi đi vào cái đại cương của bệnh từ miệng. Thế thì tôi nói tại xuất hiện, tại nó là xuất hiện cái từ kháng nguyên này. Thì như tôi đã nói bài trước, khi ở trong cái thời kỳ phôi thai thì cái hệ thống miễn dịch có trách nhiệm nhận diện các kháng nguyên của mình, tức là kháng nguyên của bản thân, tức là cell, để khi ra đời không bao giờ sinh ra kháng thể chống lại cả. Để hầu như là không sinh ra kháng thể chống lại, không chống lại các kháng nguyên của chính mình, thì cái hiện tượng này ta gọi là miễn, gọi là dung thử miễn dịch, tức là tôi tha thử cho anh, mà tiếng Anh ta gọi là tolerance, tức là anh tha thử cho anh. Thì đây là cái chuyện bình thường là như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta, do tác động của nhiều yếu tố, có thể là yếu tố bên ngoài hoặc yếu tố bên trong, đặc biệt là yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, đặc biệt là các tia xạ ion hóa, các hóa chất, các thuốc vân vân, làm biến đổi cấu trúc của phân phân tử, đặc biệt là độc tố vi khuẩn làm biến đổi cấu trúc của tế bào phân tử chúng ta, và trở nên lạ, và cơ thể chúng ta tạo ra kháng thể chống lại.
Đấy là yếu tố bên ngoài như vậy. Và yếu tố bên trong, yếu tố bên trong tức là do chuyển hóa các chất, tạo ra các cái chất độc, tạo chất độc và làm biến đổi các cái tế bào phân tử chúng ta và cơ thể chúng ta để tạo ra kháng thể chống lại. Làm biến đổi các phân tử, các thành phần, các cái tế bào cơ thể, làm cho cấu trúc nó thay đổi và hệ thống miễn dịch cho đó là lạ, tức là not self, và tạo ra kháng thể chống lại. Cho nên như tôi như đầu tôi tức là kháng nguyên cơ thể bị biến đổi, ta gọi là tự kháng nguyên chứ không gọi là kháng nguyên đơn thuần nữa, và cơ thể tạo ra kháng thể chống lại, ta gọi là tự kháng thể. Và sự kết hợp giữa cái tự kháng nguyên kháng thể lắng đọng ở các mô gây ra rối loạn hoạt động cơ quan, đây là các cái bệnh lý ta gọi là các cái bệnh tự miễn autoimmunity. Thế thì cái từ kháng nguyên kết hợp với từ kháng thể có thể gây rối loạn chức năng của một cơ quan nhất định thì ta gọi là bệnh tự miễn cơ quan, như là tan máu tự miễn hoặc là bệnh Hashimoto là ta nói hoặc đái tháo đường type 1. Và cái sự kết hợp sự sự lắng đọng các phức hợp kháng nguyên kháng thể này có thể lắng đọng ở nhiều cơ quan, ở nhiều mô, ở nhiều hệ thống cơ quan, gây rối loạn hoạt động của nhiều cơ quan hệ thống cơ quan thì ta gọi là bệnh tự miễn hệ thống, như là bệnh lupus ban đỏ, viêm đa cực tràng thấp, xơ cứng bì, vân vân, tin là ta nói đấy, tôi nói khái quát chung là như vậy. Bây giờ vấn đề cơ bản là tại sao nó có từ kháng nguyên, mà xuất gồm từ kháng nguyên là xuất hiện trong trường hợp nào, thì đấy là sinh viên cần phải trả lời. Tức là có từ kháng nguyên thì lúc em có từ kháng thể, và có sự kết hợp từ kháng nguyên và kháng thể thì lúc em mới sinh bệnh gì. Bây giờ khi nói về cái bệnh tự miễn, tôi nói cái để các em phân biệt thế nào là hiện tượng tự miễn và bệnh tự miễn. Cái hiện tượng tự miễn và bệnh hiện tượng tự miễn là không gây ra bệnh lý. Chứ còn bệnh tự miễn là gây ra bệnh lý, nên ta phân biệt cái hiện tượng tự miễn. Tức là hiện tượng tự miễn là có từ kháng thể trong cơ thể nhưng không phải lúc nào cũng gây ra bệnh, ta gọi là hiện tượng tự miễn, tức là có từ kháng thể nhưng không gây ra bệnh, ta gọi là hiện tượng tự miễn. Tôi lấy thí dụ từ cái giai đoạn rất sớm của quá trình phát triển thì cơ thể chúng ta đã có kháng thể chống lại idiotip. Tôi cái này cái idiotip và cái mệt là trong 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 cái phân tử kháng thể thì có cái idiotip là tạo ra cái kháng thể chống lại cái idiotip. Nhưng mà cái kháng thể yếu tiếp này không liên quan gì đến cái sự xâm nhập của kháng nguyên lạ cả, tức là nó tự nó có chứ, cho cơ thể chúng ta tạo ra một cái kháng thể chống lại cái yếu tiếp của chúng ta, không có liên quan gì đến sự xâm nhập kháng nguyên lạ mà không gây ra bệnh lý gì cả, thế gọi là hiện tượng tự miễn. Thứ hai là trong quá trình trưởng thành thì xuất hiện một số kháng thể như là kháng thể chống thi cytochrome C hoặc là chống transferrin, chống axit nhân của tế bào, tức là nhân tế bào, có là kháng thể chống lại nhân tế bào, chống lại cái kháng nguyên của nhân tế bào, chống lại cái hồng cầu da. Nhưng mà những cái từ kháng thể này đều vô hại, không có hại gì cho cơ thể cả. Bên cạnh đấy thì còn có một số từ kháng thể còn có vai trò sinh lý, như là kháng thể loại trừ các cái tế bào và phân tử lạ. Thế thì nó chả cái gì bệnh cả. Nên đây ta gọi là hiện tượng tự miễn. Là có từ kháng thể nhưng không gây ra bệnh thì ta gọi là hiện tượng tự miễn. Thế thì một cái điểm thứ hai cần nói trước khi chúng ta đi vào bệnh lý. Một bệnh tự miễn thì có nhiều từ kháng thể chứ không phải là chỉ có một từ kháng thể duy nhất. Đấy, cái đặc điểm của nó như thế. Ngoài cái từ kháng thể chủ yếu có vai trò chính gây bệnh thì còn có một số từ kháng thể khác. Thí dụ
như trong bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto, thì ngoài kháng thể chống lại tiroglobulin là kháng thể chính thì còn có một số kháng thể khác, nhưng mà mức độ thấp, ít gây ra rối loạn, rối loạn ít liên quan đến quá trình mức độ nặng nhẹ của bệnh. Thí dụ như là kháng thể chống lại cái axit nhân, rồi chống lại dạ dày, hoặc là chống lại IgG. Thì có ngoài cái từ kháng thể chống lại tiroglobulin thì còn có các cái từ kháng thể khác, nhưng mà không vô hại, không gây ra quá trình gì bệnh lý, không gây rối loạn, không gây cho làm cho bệnh nặng hơn. Hay là trong trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống, thì ngoài cái từ ngoài cái ngoài 99% còn kháng thể chống lại nhân tế bào, chống lại axit nhân, thì còn có từ kháng thể chống lại tuyến giáp hoặc là chống lại dạ dày, nhưng mà chủ yếu là cái kháng thể chống nhân trong cái bệnh lupus ban đỏ. Thì đây thì là một cái bệnh từ miễn, thì không phải là chỉ một có một từ kháng thể mà có nhiều từ kháng thể, trong đó có một từ kháng thể chính, còn có cả từ kháng thể khác nhưng mà không gây ra nguy hiểm gì cả. Bây giờ cơ chế phát sinh bệnh từ miễn, hay nói cái khác, cơ chế hình thành cái từ kháng nguyên, cái này là trọng tâm nha, sinh viên nhớ nha. Tức là cái sự phát sinh ra bệnh từ miễn là do sự xuất hiện của từ kháng nguyên. Là lý do gì đấy mà các phân tử tế bào chúng ta trở thành các cái kháng nguyên, trở thành từ kháng nguyên. Thì đây là cái điểm mà cần biết. Cái sự hiện diện, sự biểu hiện sai lạc của cái hệ thống hòa hợp mô, hoặc là sự biến dị thân vân vân, tí là tao nói. Tức là cái thứ nhất, cái cơ chế để mà hình thành các cái từ, để mà tạo ra từ kháng nguyên thứ nhất là gì? Đây tôi nói một cái điểm nhất là từ kháng nguyên này có bệnh từ miễn, tức là do xuất hiện từ kháng nguyên. Thế từ kháng nguyên tại sao lại có từ kháng nguyên, thì cái này sinh viên trả lời, và cái này trọng tâm, các em nhớ vậy. Thứ nhất là gì? Lý do thứ nhất có từ kháng nguyên là một số kháng nguyên của cơ thể không được hệ thống miễn dịch nhận diện trong thời kỳ phôi thai. Tức là không phải có một số kháng nguyên mà trong thời kỳ phôi thai hệ thống miễn dịch không được tiếp cận, không được nhận diện. Tại sao như vậy? Là vì nó có một hàng rào chắc chắn bảo vệ không cho tế bào miễn dịch tiếp cận. Cái hiện tượng này xuất hiện trong một số bệnh lý trong thực tế lâm sàng rất rõ ràng. Tôi lấy một vài thí dụ về các cái bệnh lý xuất hiện trong lâm sàng. Tức là một số kháng nguyên cơ thể không được tiếp xúc với hệ thống miễn dịch trong thời kỳ phôi thai. Khi ra đời nếu xuất hiện thì hệ thống miễn dịch coi đó là lạ. Nếu mà ra đời do lý do gì để nó xuất hiện trong máu thì cơ thể coi đấy là lạ và sinh ra kháng thể chống lại. Tôi lấy thí dụ một cái bệnh lý rất điển hình trong thực tế mà sinh viên sẽ gặp sau này là bệnh viêm mắt. Bệnh viêm mắt làm mờ mắt lành còn lại khi mắt kia bị tổn thương, tức là cái bệnh viêm cái mắt lành mà khi cái mắt bên kia bị tổn thương, tức là tự nhiên là bị mờ luôn cả cái mắt lành. Bệnh viêm mắt làm mờ cái mắt còn lại, tức là cái mắt lành khi mà mắt bên kia bị tổn thương. Thế thì điều này thì khoa học người ta đã xác định rất rõ rồi. Bình thường thì các chất ở tiền phòng của mắt trong thời kỳ phôi không bao giờ được tiếp xúc với hệ thống miễn dịch cả, là vì cái hệ thống bảo vệ cái tiền phòng này rất chắc chắn, tế bào miễn dịch không thể vào được, thế nên không thể nhận diện được. Thế thì trong khi ra đời nếu mà bị chấn thương, hủy chấn thương mắt phải ra, thì các chất trong tiền phòng của cái mắt phải nó túng vào máu và hệ thống miễn dịch chúng ta coi đó là kết lại và sinh ra kháng thể chống lại. Và khi còn kháng thể chống lại các chất tiền phòng này thì sự kết hợp giữa từ kháng nguyên và kháng thể ở cái mắt kia lại ở lành bên trái làm cho mắt mờ ngay, thị lực giảm, không và anh không nhìn thấy cả gì cả. Tức là do cái sự kết hợp giữa kháng thể lắng đọng ở cái tiền phòng của mắt trái mà anh bị mờ.
đấy là cái hiện tượng mà mờ mắt lành khi mà cái mắt bên kia bị tổn thương. Cái chất kháng nguyên trong tiền phòng nó tung ra máu và cơ thể chúng ta trong thời kỳ phối không được tiếp xúc cái này là vì cái hàng rào che chắn của cái tiền phòng rất là chắc chắn, tế bào miễn dịch không vào được. Nhưng khi ra đời do một tổn thương rồi đấy mà nó tung vào máu thì cái hệ thống miễn dịch nó nhận diện để lạ và sinh ra kháng thể chống lại. Sự kết hợp giữa cái từ kháng nguyên và từ kháng thể mà lắng đọng ở cái mắt kia, mắt lành thì nó gây ra mờ mắt. Đây là một cái bệnh rất thực tế trong lâm sàng. Cái bệnh thứ hai mà cũng rất hay gặp là bệnh không có tinh trùng ở nam giới, gây ra cái tình trạng vô sinh cho nam giới. Tại sao vậy? Là vì trong cái thời kỳ phôi hệ thống miễn dịch không bao giờ được gặp cái kháng nguyên tinh trùng cả. Khi ra đời vì lý do gì là chấn thương nhạt thì kháng nguyên tinh trùng là tung vào máu và cơ thể nhận đấy là cái lạ và sinh ra từ kháng thể để chống lại, và sự kết hợp giữa cái từ kháng nguyên kháng thể làm cho cái tinh trùng của người nam giới đó bị ngưng kết lại, bị dính lại với nhau. Khi có kháng nguyên kháng thể thì nó cả cái tinh trùng nó bị ngưng tập lại, bị dính lại với nhau và không thể có thai được, không thể thụ thai được. Đây là cái hiện tượng vô sinh ở nam giới. Do có cái từ kháng thể chống lại cái tinh trùng của mình. Đây là cái bệnh thường gặp thứ hai trong lâm sàng. Cái bệnh thứ ba là viêm tuyến giáp Hashimoto, cái ông Hashimoto ông ta mô tả ra. Tức là anh cái tirocolumin của cái tuyến giáp của anh trong thời kỳ phôi là cũng có một cái hàng rào bao vây không cho cái tế bào miễn dịch xâm nhập vào cái tirocolumin, thâm nhập vào, để thâm nhập vào, không nhờ không được thâm nhập vào tuyến giáp. Nên khi ra đời do viêm, do chấn thương mà cái tirocolumin tuyến giáp ra ngoài thì cái hệ thống miễn dịch nó nhận ra là không phải của nó mà sinh ra kháng thể chống lại, và sự kết hợp giữa cái tirocolumin và kháng thể chống tirocolumin gây ra viêm tuyến giáp Hashimoto. Thì đây là ba cái bệnh lý để chứng minh rằng là một số kháng nguyên cơ thể trong thời kỳ phôi không được tiếp xúc với lại hệ thống miễn dịch, mà khi ra đời vì lý do gì đấy nó ra ngoài hệ thống miễn dịch cho tiếp xúc tạo ra từ kháng thể chống lại, như là bệnh như ba bệnh tôi nói, bệnh viêm mắt mờ mắt lành khi mắt kia bị tổn thương, hoặc là cái bệnh không có tinh trùng ở nam giới do cơ thể anh có từ kháng thể chống lại tinh trùng. Thứ ba là viêm tuyến giáp Hashimoto. Đây là cái lý do thứ nhất xuất hiện từ kháng nguyên là như vậy. Cái lý do thứ hai xuất hiện từ kháng nguyên là kháng nguyên của cơ thể bị biến đổi cấu trúc. Đây là lý do gì? Đây là lý do chính để tạo ra từ kháng nguyên. Nhưng cái lý do trên kia mà cơ thể không tiếp xúc là có nhưng mà không phải là chính. Mà cái chính mà có từ kháng nguyên là kháng nguyên cơ thể bị biến đổi cấu trúc. Lý do gì biến đổi cấu trúc? Cái kháng nguyên của cơ thể bị biến đổi cấu trúc có thể nói là rất nhiều do, rất nhiều nguyên nhân. Và khi bị biến đổi cấu trúc thì trở thành các cái tự kháng nguyên và cơ thể sinh ra từ kháng thể chống lại. Thì tôi chia làm hai cái nhóm để sinh viên dễ. Một là yếu tố bên ngoài, hai là yếu tố bên trong. Làm biến đổi cái cấu trúc của tế bào phân tử cơ thể chúng ta, mà có thể yếu tố bên ngoài là chính. Yếu tố bên ngoài thì chủ yếu là vi khuẩn và độc tố vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm mốc. Thì đây là cái chính trong cơ thể chúng ta, vi khuẩn, các độc tố vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm mốc, vân vân. Nó trực tiếp làm biến đổi cấu trúc của các phân tử của tế bào của cơ thể chúng ta. Làm biến đổi cái thân tử, làm biến đổi cấu trúc của cơ thể chúng ta, và cơ thể chúng ta không nhận diện đó là của mình nữa. Thì đấy là cái lý do mà chúng ta hay gặp nhất, yếu tố bên ngoài là vi khuẩn, độc tố vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm mốc, vân vân, làm biến đổi cái cấu trúc bình thường của phân tử và tế bào cơ thể chúng ta, như là của tế bào thận, tế bào gan, tế bào não, tế bào tim, vân vân. Và khi biến đổi như thế nó thành từ kháng nguyên.
Thì đây là cái yếu tố thứ cái bên ngoài thứ nhất hay gặp nhất đối với y học ta. Thứ hai là bức xạ y ông hóa tia từ ngoại, bức xạ y ông hóa tia nắng mặt trời, tia mặt trời cực tím mặt trời, hoặc là bức xạ y ông hóa nó làm biến đổi cấu trúc các phân tử của tế bào. Thứ ba mà trong y học chúng ta là các cái thuốc, các hóa chất, các thuốc, các chất nó làm biến đổi các cái phân tử và các tế bào của cơ thể và trở thành cái lạ, trở thành từ kháng nguyên. Thì đây là kiểu tố bên ngoài, tôi nói điểm chính như chủ yếu kiểu tố bên ngoài là các vi khuẩn, độc tố vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Đối với y học cũng đang là như vậy. Chứ còn hiện nay thì cái thuốc, hóa chất và bức xạ y hóa cũng là một vấn đề làm biến đổi các phân tử, làm cho rất nhiều bệnh, gây rất nhiều bệnh. Đây là cái yếu tố bên ngoài làm cho cái kháng nguyên của chúng ta bị biến đổi cấu trúc. Thứ hai là yếu tố bên trong. Yếu tố bên trong thì tôi nói một cái tổng quan thì rối loạn chuyển hóa các chất tạo ra các cái chất, các độc tố, các cái chất ion hóa vân vân, tạo ra các cái độc tố, tạo ra các phân tử độc hại, làm biến đổi các cái tế bào phân tử của chúng ta. Thì yếu tố bên trong là do rối loạn chuyển hóa các chất, nó tạo ra nhiều chất độc, các sản phẩm độc của quá trình chuyển hóa. Chúng ta học hóa sinh chúng ta biết rồi, chuyển hóa tạo rất nhiều chất độc, nếu mà anh không thải được thì nó sẽ làm biến đổi các phân tử của cơ tế bào, làm cho chúng ta trở thành từ kháng nguyên. Thì đây là các cái nguyên nhân để tạo nên cái sự tạo ra từ kháng nguyên, tức là kháng nguyên của cơ thể chúng ta bị biến đổi cấu trúc. Tôi chỉ nhắc lại đây là nguyên nhân chính. Lý do thứ hai là tạo ra có từ kháng nguyên là cái lý do chính, là kháng nguyên bị biến đổi cấu trúc của cơ, kháng nguyên cơ thể chúng ta bị biến đổi cấu trúc. Thì đây là cái lý do thứ hai tạo ra từ kháng nguyên. Lý do thứ ba là kháng nguyên bên ngoài có cấu trúc tương tự với kháng nguyên cơ thể, và khi cơ thể chúng ta tạo ra kháng thể chống lại, chống luôn cái từ kháng nguyên, cái kháng nguyên của chúng ta, tức là kháng nguyên bên ngoài khi xâm nhập cơ thể mà những kháng nguyên có cấu trúc tương tự với kháng nguyên cơ thể chúng ta. Thì khi mà những cái kháng nguyên này có cấu trúc tương tự với cấu trúc của một phân tử nào đó cơ thể, thì cơ thể chúng ta tạo kháng thể chống lại thì chống luôn cái phân tử của chúng ta. Tôi lấy thí dụ cấu trúc của kháng nguyên liên cầu khuẩn trong cơ thể. Cái cấu trúc kháng nguyên liên cầu khuẩn tương tự kháng nguyên cơ tim, nhất là cái liên cầu dung huyệt nhóm A tương tự cấu trúc cơ tim. Cho nên khi mà có cái liên cầu xâm, có kháng nguyên liên cầu xâm nhập thì cơ thể chúng ta tạo kháng thể chống lại cái liên cầu, đồng thời chống luôn cái cơ tim chúng ta, và sinh ra bệnh viêm cơ tim tự miễn. Nên người ta thấy là sau một thời gian bị nhiễm liên cầu như là sau khi bị viêm họng, viêm xoang vân vân, thì hay bị viêm cơ tim là vì như vậy. Tức là cấu trúc của kháng nguyên bên ngoài có cấu trúc tương tự với kháng nguyên của bên trong cơ thể ta. Ví dụ thứ hai, ví dụ như là vi khuẩn, virus. Trong bài vi sinh vật, cái chống vi sinh vật thì tôi đã nói rồi, thì virus, vi khuẩn, nhất là virus, nó sử dụng các cái chất của cơ thể chúng ta để làm thành vỏ bọc, để ngụy trang, ngụy trang. Thì đây là kháng nguyên bên ngoài có cấu trúc tương tự với kháng nguyên cơ thể, thì lý do thứ hai xuất hiện từ kháng nguyên. Lý do thứ ba là tăng bộc lộ cái kháng nguyên hòa hợp mô, ta gọi là đột biến thân soma. Thì trong cái quá trình sống chúng ta có cái sự đột biến, có sự bộc lộ cái hệ thống hormone quá explore, quá bộc lộ và đột biến thân. Trong cái biểu đồ MHC, nhất là biểu đồ MHC lớp 2, thì hệ miễn dịch của cơ thể tăng chống lại kháng nguyên nội sinh. Cái hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta tăng chống cái kháng nguyên nội sinh, đột biến các tế bào miễn dịch
làm mất cân bằng sự điều hòa kiểm soát miễn dịch, nhất là tế ức chế, nhất là tế ức chế, tế suppressor. Cho nên giảm cái khả năng giảm tức là nó giảm không kiểm chế được cái tế hỗ trợ, hoặc là do tế hỗ trợ TH nó bị suy yếu, cho nên làm cái đột biến của cái hệ thống MHC. Thì đây là cái thế, nhưng cái lý do này không phải là quan trọng, mà cái lý do thứ hai mới là quan trọng, tức là sự biến đổi về cái cấu trúc cái phân tử tế bào do các cái yếu tố bên ngoài về bên trong bên ngoài. Cái thứ thứ ba à, thứ, đấy, thứ tư thứ ba tăng bậc của MHC, cái là nhầm nha, 23 chứ không phải là 22, đây là 24, tức là vai trò di truyền, vai trò di truyền. Tại sao ta nói về vai trò gen hiện tại nó từ kháng nguyên này? Vì người ta thấy rằng bệnh từ miệng liên quan đến huyết thống, tức là trong gia đình có người bị bệnh từ miệng thì thường là con cháu, rồi nếu mà ông bà bị thì bố mẹ bị thì con cái bị, tức là bệnh di truyền liên quan đến huyết thống, tức là cái yếu tố di truyền tạo ra từ kháng nguyên. Và đặc biệt là bệnh có tỷ lệ cao ở những cái người mà trong gia đình có bệnh từ miệng, bệnh liên quan đến cái hệ thống hòa hợp mô MHC. Những cái người có tần suất cao của cái alen D4 và DR4 cao thì rất dễ bị cái bệnh 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 từ miệng, như là lupus ban đỏ hay là bệnh viêm da cập giảm thấp, tức là dễ bị bệnh từ miệng. Hay là những người có tần suất cao về gen DR2, DR3 thì rất dễ bị bệnh lupus ban đỏ chẳng hạn. Thì như thế. Thì đây là có cái bệnh liên quan đến cái MHC, tức là có một số alen trội, tức là tần số xuất hiện cao thì xảy ra bệnh này hoặc gây ra bệnh nọ. Tức là thí dụ như DV4, DR4 thì là liên quan đến cái bệnh viêm đa cấp giảm thấp, còn DR2, DR3 thì liên quan đến cái bệnh lupus ban đỏ. Hay trong cái bệnh tiểu đường type 1 đấy, tức là liên quan đến một số alen nhất định có tần suất cao. Thì đây là yếu tố thứ tư là vai trò di truyền, thứ năm là các yếu tố khác, tức là môi trường sống và điều kiện dinh dưỡng nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tạo thành từ kháng nguyên, đặc biệt là nội tiết, người ta thấy rằng cái bệnh từ miệng xuất hiện ở phụ nữ nhiều hơn nam rất nhiều, tỷ lệ rất cao ở nữ, bệnh từ miệng ở nữ cao hơn nhiều so với nam, tức là liên quan đến estrogen, liên quan đến nội tiết tố nữ. Thì như vậy là có năm cái lý do mà xuất cơ chế xuất hiện cái từ kháng nguyên. Thứ nhất là một số từ kháng nguyên trong cơ thể trong thời kỳ phôi thì cơ thể không được tự, hệ thống miễn dịch không được tiếp xúc, khi ra đời vì lý do gì đấy xuất hiện trong máu thì hệ thống miễn dịch tạo kháng thể để chống lại, sinh ra bệnh từ miệng. Thứ hai là do biến đổi cấu trúc của phân tử hoặc tế bào do yếu tố bên ngoài như là vi khuẩn độc tố, vi khuẩn virus, hoặc là bên trong như là rối loạn chuyển hóa. Thứ ba là do cái bộc lộ cái MHC đột biến thân. Thứ tư là vai trò di truyền. Thứ năm là do yếu tố khác, và cái chính là do cái sự biến đổi tế bào phân tử, cái biến đổi cấu trúc của tế bào phân tử do yếu tố bên trong bên ngoài. Bây giờ tôi sang cái điểm thứ ba là phân loại bệnh từ miệng. Như đầu tôi, bệnh từ miệng được chia thành hai cái nhóm lớn là bệnh từ miệng hệ thống, bệnh từ miệng cơ quan. Bệnh từ miệng hệ thống tức là bệnh lý xảy ra ở một cơ quan nhất định nào đó, còn bệnh từ miệng hệ thống tức là xảy ra, bệnh từ miệng xảy ra ở nhiều cơ quan cùng một lúc trong cơ thể. Như tôi nói, tức là bệnh từ miệng hệ thống là có kháng thể chống lại kháng nguyên của các mô, bệnh thể hiện ở nhiều cơ quan,
tức là chồng là nhiều tức là cái bệnh nhiều cơ quan khác nhau. Điển hình là cái bệnh lupus ban đầu hệ thống có kháng thể chống lại cả kháng nguyên nhân của tế bào, tức là chống lại tất cả ở các nơi. Bệnh thể hiện ở thận, phổi, khớp, da. Đây là cái bệnh, tí nữa ta sẽ nói cái bệnh này. Còn cái bệnh tự miễn cơ quan là có kháng thể chống lại kháng nguyên đặc hiệu của một cơ quan nhất định. Ví dụ như là viêm tuyến giáp Hashimoto, tức là chống lại tiroglobulin của tuyến giáp, hoặc là bệnh tan máu tự miễn, tức là chống lại cái tự kháng nguyên của hồng cầu của bản thân mình. Bây giờ cái điểm này cả năm, tất nhiên không phải tất cả những cái mà năm được một sự điều chỉnh, người ta hỏi một sự điều chỉnh so sánh cái sự giống nhau và khác nhau giữa bệnh tự miễn cơ quan, bệnh tự miễn hệ thống. Cái này là có câu hỏi, nhưng tôi hỏi điểm chính thôi nhá. Nhất là sự giống nhau giữa cái bệnh tự miễn cơ quan, bệnh tự miễn hệ thống. Thế là hai cái bệnh này bên cạnh cái từ kháng thể, bên cạnh cái từ kháng thể gây tổn thương thì vẫn có những cái từ kháng thể khác, là phản ứng với các thành phần khác của cơ thể nhưng không gây tổn thương. Tức là bên cạnh cái từ kháng thể chính gây tổn thương thì còn có một số từ kháng thể khác nhưng mà là phụ và không gây ra tổn thương, thì điểm giống nhau như vậy. Nhưng là dù cơ quan hay là hệ thống sẽ có một từ kháng thể chính gây bệnh, còn có một số từ kháng thể khác bên cạnh. Thứ hai là kháng thể có thể thuộc lớp IgE. Kháng thể có thể thuộc các cái lớp IgE, tức là có thể IgG, IgA, IgM, nhưng mà chủ yếu là IgM và IgG. Đấy, chủ yếu dù là hệ thống hay cơ quan thì kháng thể là có thể các cái thuộc các IgE, nhưng chủ yếu là IgM và IgG. Cái đặc điểm thứ ba là dù là hệ thống hay cơ quan thì phụ nữ mắc bệnh với tỷ lệ cao hơn nhiều so với nam giới. Dù là hệ thống hay cơ quan, phụ nữ bị là nhiều hơn nam. Đây là cái điểm thứ ba về giống nhau. Điểm thứ tư là quá trình bệnh thường diễn biến theo đợt, dù là hệ thống hay cơ quan nó diễn biến theo từng đợt. Thứ năm là liên quan rõ rệt với cái hệ thống hòa hợp mô, tức là liên quan đến di truyền, nó có tính chất di truyền, liên quan đến cái hệ thống hòa hợp mô, tức là liên quan đến di truyền. Và cuối cùng là các cái xét nghiệm, các cái test thử nghiệm về kháng thể thì chỉ có giá trị những cái test mà ta làm để mà biết được kháng thể là có giá trị chẩn đoán, nhưng mà không có giá trị về tiên lượng, tức là nặng nhẹ cũng không tiên lượng được, mà chỉ có thể gì chỉ chẩn đoán thôi. Thì đấy là những cái điểm khác nhau, những cái điểm giống nhau giữa cái bệnh lý, bệnh tự miễn cơ quan, bệnh tự miễn hệ thống. Thầy ơi, thầy cho bạn ghi phone em vào lớp nhé. Là bệnh hệ thống. Thì tôi đến bên bên này để bệnh cơ quan, bên này là bệnh hệ thống. Thứ nhất là gì? Về mặt kháng nguyên thì bên bên bệnh cơ quan là có nồng độ thấp, còn bên bệnh hệ thống là có nồng độ rất cao, nồng độ kháng nguyên cao. Là sự khác nhau thứ nhất là như vậy. Sự khác nhau thứ hai là kháng thể bên cơ quan, kháng thể và tổn thương là đặc hiệu cơ quan, còn bên kia là kháng thể và tổn thương thì không đặc hiệu cơ quan, tức là bị nhiều cơ quan. Thứ ba là bên cơ quan thì mắc cùng lúc hai ba bệnh tự miễn cơ quan, còn bên kia là mắc cùng lúc một số bệnh tự miễn hệ thống. Đấy, cái điểm thứ khác nhau thứ ba thôi. Khác nhau thứ tư là gia đình, bên cơ quan là gia đình có người bị bệnh, còn bên kia là gia đình có người bị bệnh mô liên kết, tức là bệnh hệ thống.
Một điểm nữa khác nhau là tổn thương mô ở bên cơ quan thường là do kháng thể, còn bên kia là tổn thương do lắng đọng phức hợp miễn dịch, do lắng đọng kháng nguyên kháng thể. Một bên là do của kháng thể, một bên là do lắng đọng phức hợp kháng nguyên kháng thể. Khác nhau cũng như vậy. Một cái điểm khác nhau nữa là điều trị ở bên cơ quan chủ yếu là khắc phục rối loạn chuyển hóa, còn bên mình hệ thống là ức chế tạo kháng thể và chống lại viêm, tức là ức chế miễn dịch, ức chế tạo kháng thể và chống lại viêm. Còn bên này là chúng ta khắc phục cái rối loạn chuyển hóa. Và cuối cùng, bên cơ quan này cái xu hướng thành ung thư hóa cơ quan, còn bên bệnh hệ thống là ung thư hóa hệ thống lanh vô và hệ thống lưỡi, tức là ung thư hệ thống. Đây là những điểm khác nhau giữa cơ quan và hệ thống. Như vậy là sinh viên phải nắm được những cái điểm khác nhau cơ bản và những điểm giống nhau cơ bản giữa cái bệnh tự miễn cơ quan và tự miễn hệ thống. Các em nên nhớ rằng cái điểm bao giờ người ta cái điểm mà giống nhau chính người ta cũng nêu lên đầu, hoặc điểm không khác nhau chính người ta cũng nêu lên thứ nhất thứ hai đấy. Còn lưu ý về như vậy, những cái điểm sau là phụ thêm. Bây giờ tôi sang một số bệnh tự miễn hệ thống. Là thế này, bên cơ quan là bị bệnh cơ quan, nhưng bên kia là bị bệnh hệ thống. Gia đình bên này là có bệnh cơ quan mà gia đình bên kia là bị bệnh hệ thống, nó khác nhau chỗ thế thôi nha. Bây giờ tôi sang một số bệnh tự miễn hệ thống. Không nghỉ giải lao thì không nghỉ giải lao này, tôi chỉ nhắc lại tự miễn cơ quan một số bệnh thường gặp trong lâm sàng. Bệnh tự miễn hệ thống thì bệnh mà hay gặp là bệnh lupus đan ban đỏ hệ thống, thứ hai là viêm đa cực tràng thấp, thứ ba là sơ cứng bì. Tôi nói ba cái bệnh chính như vậy. Thứ nhất là bệnh lupus ban đỏ hệ thống, tức là nổi ban đỏ toàn bộ cơ thể chúng ta ngoài da đấy. Cái kháng thể chống nhân tế bào thì thấy ở một phần ở cái bệnh nhân này thì 100% bệnh nhân là có kháng thể chống nhân tế bào. Có thể là chống nhân tế bào cũng bao gồm nhiều loại, tức là chống là một xoắn kép hoặc là hay là một nhánh đơn chống lại các cái thành phần khác nhau của cái nhân tế bào. Nên điểm thứ nhất là như vậy. Cái kháng thể chống nhân tế bào tức là chống lại cái phân tử DNA xoắn kép, chống màng nhân, vân vân. Ngoài cái kháng thể chính là chống tế bào thì ở trong bệnh lưu quan đỏ người ta còn phát triển ra được các cái kháng nguyên khác như là rô hoặc la vân vân. Về nguyên nhân mà bệnh sinh thì trong bệnh lúc ban đỏ là cái yếu tố di truyền thì gia đình rất rõ, tức là có nhiều người bị cái bệnh và có cái MHC, cái allelen như tôi nói là DR2, tức là allelen DR2 và DR3 rất cao, cái tần suất rất cao, tức là có tính chất gia đình rất rõ. Ở cái bệnh nhân này giảm rõ rệt cái tế bào T ức chế, TS, T suppressor, và đặc biệt là tăng các cái tế bào B để sản xuất ra các kháng thể tự miễn, tức là sản xuất ra các cái Ig tự miễn. Và cái đặc điểm chung giống như người ta nói là bệnh gặp nhiều ở nữ giới, ở nữ, và nó phụ thuộc cái nồng độ nội tiết tố nữ, nội tiết tố estrogen.
cái tổn thương trong cái bệnh lúc vừa đó là do lắng đọng các cái phức hợp miễn dịch căn nguyên thể đóng ở các lắng đọng ở các mô, đặc biệt là lắng đọng ở thận là chính, và sau đó thì lắng đọng ở khớp da và phổi, chủ yếu là lắng đọng ở thận và gây ra bệnh lý ở thận, cái suy thận. Thì đây là cái bệnh lúc bụi ban đỏ, là bệnh rất thường gặp ở trong lâm sàng và gây rất tình trạng rất nặng nề, nhất là ở nữ. Cái bệnh thứ hai là bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp, cái viêm da khớp dạng thấp là một bệnh viêm khớp mãn tính hay tái phát, tái đi tái lại một gây đau ở khớp, dần dần nó thoái hóa và biến dạng khớp làm người ta bị tàn phế. Cái kháng thể đặc trưng ở trong cái bệnh lúc bụi ban đỏ là IgM của chính bản thân mình chống lại IgG của mình, chống lại IgG của mình, chống lại IgG của bản thân, người ta gọi là yếu tố dạng thấp RF, yếu tố dạng thấp rheumatic boost factor, yếu tố dạng thấp. Trong 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 sách người ta ghi cái chữ yếu từ RF, tức là rheumatic boost factor, dạng thấp. Ngoài ra thì còn có kháng thể chống lại nhân tế bào. Tổn thương là do lắng đọng phức hợp miễn dịch kháng nguyên cơ thể và hoạt hóa cái hệ thống bổ thể và gây viêm. Và cái bệnh này cũng như 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 là lúc vận là bệnh có tính chất gia đình. Tức là tính chất di truyền. Người ta thấy cái tần suất của alen DR4 rất cao ở cái bệnh nhân viêm khớp dạng thấp này. Cái bệnh thứ ba trong bệnh hệ thống là cái bệnh sơ cứng mì hệ thống. Cơ chế sinh bệnh của cái bệnh sơ hệ thống là kháng thể chống lại tế bào nội mạc mạnh, kháng thể nó xuất hiện chống lại các cái tế bào nội mạc mạnh, gây rối loạn chức năng các cái tế bào, các nguyên bào sợi, ta gọi là các cái fibroblast của mô liên kết, làm tổn thương các tế bào nguyên bào sợi, nguyên bào sợi có nghĩa là làm tăng cường cái sản xuất sợi collagen ở các mô, cái sợi chun, sợi collagen, tăng cường sản xuất các cái sợi collagen ở các mô, và nó đẩy nhanh quá trình sơ hóa, nhất là sơ hóa da, ta gọi là sơ cứng mì. Bệnh này cũng thường gặp ở nữ giới nhiều. Thì để tôi giới thiệu ba cái bệnh mà từ miễn hệ thống thường gặp trong lâm sàng. Bây giờ tôi cũng giới thiệu cái bệnh từ miễn cơ quan chính mà chúng ta thường gặp. Cái bệnh tiền thứ nhất là bệnh tan máu tự miễn, tức là cơ thể chúng ta tự tạo ra kháng thể chống lại cái hồng cầu của chúng ta gây ra tan máu, và khi có sự kết hợp kháng nguyên kháng thể trên hồng cầu thì nó kéo bổ thể vào, tạo ra cái phức hợp tấn công màng và chọc thủng cái hồng cầu và nước vào, cho nên cái tan hồng cầu, ta gọi là bệnh tan máu tự miễn. Vì lý do gì đấy mà cái bề mặt của hồng cầu anh nó bị biến đổi cấu trúc, mà những nguyên nhân trên đó ta chủ yếu là các nguyên nhân bên ngoài hoặc là bên trong làm biến đổi cái bề mặt hồng cầu của bản thân anh, và cơ thể chúng ta không nhận nó là của mình nữa, và coi đó là cái lạ, và sinh ra từ kháng thể chống lại, và sự kết hợp của từ kháng thể trên mặt hồng cầu kéo cái hệ thống bổ thể vào, nó làm tạo thành phức hợp tấn công màng chọc thủng cái hồng cầu và gây tan hồng cầu, ta gọi là bệnh tan màu tự miễn. Thì cái này chúng ta làm, tức là cả cái làm biến đổi cấu trúc, cả cái yếu tố bên ngoài, nhất là vi khuẩn, độc tố vi khuẩn
rồi các thuốc hóa chất vân vân, và các yếu tố bên trong như là các sản phẩm chuyển hóa độc làm thay đổi cái bề mặt của hồng cầu. Và cơ thể chúng ta không nhận được là hồng cầu của mình, sinh ra kháng thể chống lại, và sự kết hợp các kháng thể trên bề mặt hồng cầu kéo bổ thể vào và gây tạo ra phức tạp tấn công mạng MAC và tan hồng cầu. Cái này chúng ta biết rồi, tôi nhắc lại thôi. Cái bệnh thứ hai về cơ quan chúng ta gặp là bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto, do ông Hashimoto người Nhật mô tả đầu tiên, mang cái tên ông gọi là bệnh Hashimoto. Tức là bình thường là cái tiroglobulin của tuyến giáp nó không ra ngoài, nhưng vì lý do chấn thương hoặc viêm thì cái tiroglobulin ra ngoài, và được cơ thể trước trong thời kỳ phôi nó không được nhận diện, cho nên khi ra đời mà gặp là nó sinh kháng thể chống lại, tức là cơ thể sản xuất ra từ kháng thể chống lại cái tiroglobulin của tuyến giáp mình. Tức là kháng thể chống lại tiroglobulin, chống lại microsome. Và cái bệnh này cũng là như cả cái bệnh trên, là có tính chất di truyền, có tính chất gia đình, và nữ thường mắc nhiều hơn nam. Cái đặc điểm của cái bệnh từ miệng là như thế. Đây là cái bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto. Tức là cái bệnh mà Hashimoto nó phát triển nếu mà theo theo trường chiều hướng sơ hóa, hình thành bướu và đưa đến cái tình trạng nhược năng tuyến giáp, ta gọi là bệnh nhược, ta học trong sinh lý bệnh 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 viêm tuyến giáp mà mãn tính, tức là bệnh suy tuyến giáp misdem, tức là bệnh phù viêm, ta học sinh lý bệnh. Thế nếu mà tăng sinh quá mức thì gây ra ưu năng tuyến giáp. Đây là tôi nói về cái bệnh Hashimoto. Và cái bệnh thứ ba mà trong bệnh cơ quan tôi nói là bệnh đái đường từ miệng, tức là type 1. Chúng ta học sinh vậy rồi. Bệnh đái theo đường từ miệng tức là bệnh đái theo đường type 1. Bệnh này chúng ta học là tôi sinh vậy ta thi rồi. Tức là cái bệnh đái đường type 1 phụ thuộc insulin. Bệnh này thì sẽ xuất hiện rất sớm ở tuổi trẻ, bệnh rất nặng. Đến cái allele MHCDR3 và DR4 có tần suất rất cao. Và ở những người này thì chúng ta thấy có kháng thể chống lại cái tế bào beta của đảo tụy. Thì cái đái đường type 1 là như vậy. Thì còn hôm trước trong sinh lý bệnh thì tôi còn nói là ngoài cái thể đái đường mà do cái chống tế bào B3 thì còn có cái đái theo đường mà nó chống lại kháng lại insulin, tức là cơ thể chúng ta tạo ra kháng thể chống lại insulin của chúng ta. Tức là trong trường hợp này thì tùy tiết insulin, nhưng mà insulin này là mất chức năng, không có hiệu quả về sinh lý, tức là không có tác dụng làm giảm đường huyết, vì các cái thủ thể của insulin trên các tế bào bị kháng thể từ miền là phong bế. Đây là tôi nói về cái bệnh đái đường từ miệng như vậy. Như vậy hôm nay tôi nói cái bài cuối cùng trong cái học phần miễn dịch của IK1 là bài từ miễn, và kết thúc lý thuyết về cái học phần miễn dịch như vậy. Học phần miễn dịch của IK1. Thế thì nếu mà khi nào nhà trường cho thực hành thì sinh viên được thực hành và thi. Thế còn lý thuyết như vậy là chúng ta là kết thúc hôm nay. Để sau đây thì sinh viên có câu hỏi thì tôi sẽ giải đáp. Thưa thầy, cái bệnh mà quai bị ạ, thì sau đó gây tổn thương tinh hoàn ở nam giới ạ, có phải là bệnh tự miễn này? Nó không phải là tự miễn, nó không phải tự miễn. Tức là cái virus của quai bị là nó có rất nhạy cảm, rất nhạy cảm vào cái bộ phận sinh dục nam, thấy chưa, ở tinh hoàn. Tức là cái hương hương của nó là như vậy, tức là rất nhạy cảm, cũng như kiểu một con HIV là rất
bám vào CD4 của TH là vì như vậy, gây tổn thương tinh hoàn. Nhưng mà cho nên cái viêm quai bị lại phải gì, là trẻ con là phải nằm rất yên, nó hoạt động mạnh là nó bị, thấy chưa? Không. Đây là cái sự biệt hóa rất đặc biệt của lanh vô T, thấy chưa? Lanh vô T khi mà ở tủy xương đến tuyến ức thì lúc ở cái vùng đầu tiên là chưa phân biệt được đâu, nó có mang tất cả các thứ, thấy chưa? Nhưng mà sau dần dần biệt hóa thì nó chia thành hai cái dòng rất rõ, một dòng gọi là hỗ trợ và một dòng là ức chế hay gây độc. Thế thì cái dòng hỗ trợ là có CD4 và tất cả các CD khác. Còn cái dòng mà gây độc là có C8 và có tất cả C khác. Một anh có C4, một anh có C8. Thế để cái gì? Để nó nhận cái MHC lớp 1 và MHC lớp khác hai. Bởi vì hai cái T này là hoạt hóa theo MHC khác nhau, tức là gắn với MHC khác nhau, cho nên rất đặc hiệu. Đây là cái sinh học rất bình thường của cái T, chứ không có gì cả. Nhưng vì hai cái dòng này nó chịu trách nhiệm rất đặc biệt. Một anh thì là hỗ trợ tất cả các tế bào miễn dịch, một anh thì là gây độc, diệt tế bào lytic bang kháng nguyên. Hai cái chức năng khác nhau nên mang cái CD4 rất khác nhau, và chính nhờ cái CD này mà người ta biết được cái quá trình trưởng thành của T trong tuyến ức, giai đoạn nó đầu thì như thế nào, giai đoạn giữa thế nào, giai đoạn sau ta, và khi mà đến cái giai đoạn đã thành CD4 CD8 rồi thì nó ra khỏi tuyến ức, nó đi về cái ngoài à, cái cả cái mô lên vùng ngoài vi để nó tiếp tục nó gặp kháng nguyên để nó phân chia phát triển. Ha, khi đã thành cái CD4 và CD8 là hai chức năng hoàn toàn khác nhau, em hiểu không? Hai chức năng hoàn toàn khác nhau, chứ không có chuyển cho nhau đâu, không bao giờ chuyển. Cái anh TH là chuyển cho anh TC, mà anh TC chuyển cho anh, tức là CD4 không thể chuyển thành CD8 mà CD8 không thể chuyển thành CD4. Hai cái dòng này chức năng rất khác nhau, và đời đời sống đời sống thì thằng TCD4 thường là dài hơn cái thằng TC. Thì tế bào kia là bị thì tế bào nó cũng có cái thời gian sống cả, nó phải thay thằng TC khác rẻ hơn, chứ không thể là cứ TC mãi được, nó sẽ bị chết chứ, nó ra nó chết. Tốt hơn đấy. Đúng rồi, đúng đúng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Bởi vì cái kháng thể di thể nó phản ứng rất nhanh, cái phản ứng viêm xảy rất nhanh, còn cái anh kia là kháng thể tế bào xảy rất chậm, thì người ta mới gọi là T là quả mần muộn, còn anh B là quả mần nhanh. Tại vì như thế có thể IgE thuộc về của B trên phản ứng rất nhanh, còn cái anh mà ghép hoặc là anh phản ứng tuberculin là chậm, cho nên xảy rất rất chậm, phản ứng xảy rất chậm là vì tế bào nó cũng phải qua rất nhiều giai đoạn, còn dịch thể nó có sẵn đấy, nó phản ứng nhanh. Đúng 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 đúng, tốc độ viêm khác nhau. Cái gì? À đúng, 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 đúng. Tức là thế này cô ạ, tức là đến nay miễn dịch người ta không hiểu,
là cái NK này là cùng với dòng với lại cái lanh phô không, hay là ở đâu ra cái tại dầu hợp đấy, thấy chưa? Tức là cái NK này này, cái nitro cái cell này nó thuộc cùng một dòng lanh phô với lại T T không, hay là một cái dòng nó khác ra đây? Tức là cái, người ta chưa tìm ra cái chỗ này tại dầu hợp đấy. Cô sau này cô nghiên cứu cô tìm ra đi nhá. Đúng rồi, từ cái tế bào gốc SLMZ tức là của tủy xương, nhưng mà có phải là cùng với T không thì người ta lại nhiều hỏi vào đấy. Tôi xin nhắc lại là sinh viên là ôn tập theo câu hỏi ôn tập của chỗ cô Hương nha. Ngày hôm nay là hôm nay nó thay đổi cái mật khẩu của cái Zoom, cho nên là cô sửa đầu giờ cô Hương bảo tôi nếu không là hôm nay không giảng được đâu, nó thay, nhà trường thay đổi cái mật khẩu. Em thầy là bọn em có xin cô Hương nhỉ? Bọn em có bảo là thầy cho phép xin bộ câu hỏi ôn tập rồi nhưng mà cô Hương nó không cho. Ừ, thì cô nên lạ để tí nữa tôi hỏi cô Hương xem nhá. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Hả? Em cảm ơn thầy ạ. Thôi cố gắng mà học đi nhá, thi cho tốt nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. À. Chào nhá, tạm biệt nhá. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Thầy ạ. Chào, chào.